Nhóm bạn của Đạo Binh Tự lên du thuyền dạo chơi. Trong buổi dạ hội, Sam Thái đã được các chàng trai mời khiêu vũ. Sam Thái đã hôn nhau với Đạo Binh Tự trong khi chơi trò, làm cho Đạo Binh Tự hiểu lầm rằng Sam Thái thích mình. Anh cảm thấy vui mừng vô cùng. Lúc Hoa Trạch Loại tỏ tình với Tình, Sam Thái nhìn thấy cô vô cùng đau khổ. Về đến trường, Đạo Minh Tự phát hiện Sam Thái và Hoa Trạch Loại thường xuyên gặp nhau trên sân thượng, trông họ rất thân mật. Đạo Minh Tự cho rằng Sam Thái đang đùa giỡn với tình yêu của mình. Anh đã nổi giận, mất hết lý trí và đối xử thô bạo, ôm hôn Sam Thái. Trong lúc giằng co, Sam Thái đã sụp đổ và khóc sướt mướt. Lúc đó, Đạo Minh Tự bỗng nhận ra những hành vi của mình không thể tha thứ được. Sam Thái cảm thấy lo lắng, bởi lẽ cô sắp phải tham dự buổi party do Đằng Đường Tịnh tổ chức. Mẹ Sam Thái đã đòi sửa soạn giùm con. Rốt cuộc việc hay thành dở. Không biết là cậu có thể nói giúp tôi vài lời với ba cậu về hợp đồng của công ty tôi không? Xưa nay tôi không xen vào chuyện làm ăn của ba tôi. Còn về chuyện hợp đồng của công ty ông, chờ khi nào tôi kế thừa rồi nói. À, đây có lẽ là chuyện 7-8 năm sau. Nếu công ty ông chưa phá sản thì tôi sẽ xem xét lại. Cảm ơn. Đồ ranh con, đúng là cha nào con đấy. Tại sao cô lại ở đây? Cô tới đây nghe trộm à? Tôi không có ý đến đây nghe trộm anh nói chuyện đâu. Mà là tôi phải việc cớ gì cho dễ nghe đi. Con trai của nhà doanh nghiệp lớn thật oai phong ha. Bộ mặt cao quý của anh làm cho tôi cảm thấy phát nung. Tôi rất cao quý. Doanh nghiệp lớn của nhà tôi, họ không tìm được ba tôi thì đến tìm tôi để khóc lóc. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Những người chủ chỉ biết lo lót như vậy, xí nghiệp phá sản á là chuyện sớm muộn thôi. À, những cô gái nhà nghèo như cô làm sao mà hiểu được? Có đôi lúc anh cũng biết nói vài câu tiếng người. Chắc là anh đã dùng những lời lẽ đó để gạ cô người mẫu vừa rồi, sau đó mang người ta đi xê như bông dụ vậy. Anh đúng là tên điểu cán mà. Cô vừa nói gì? Các cô gái đến với tôi chỉ vì gia tài của tôi thôi. Tại vì tên của Đạo Minh Tự có thể giúp thỏa mãn dục vọng của mình. Liệu tôi có thích hạng người như vậy không? Cô nghe cho rõ đi. Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Xin lỗi nha. Nhưng ít ra anh cũng phải xin lỗi tôi vì chuyện hôm đó chứ. Tôi không hiểu tại sao anh đối xử với tôi như vậy. Nhưng nếu anh không biết lỗi, tôi có thể xem như bị chó cắn và bỏ qua chuyện đó. Chó? Cô ví tôi là chó? Tôi chỉ ví dụ thôi mà. Anh cứ xin lỗi tôi là được rồi. Không, tại sao tôi phải xin lỗi? Tại vì anh có lỗi mà. Anh mau xin lỗi tôi đi. Tất cả đều là lỗi của cô. Tôi đã làm sai chuyện gì? Anh nói đi. Mau xin lỗi tôi đi. Xin lỗi cô cái gì? Cô không khác gì một ả đần độn. Không biết uống thì đừng có uống. Liên quan gì đến anh chứ? Nè, đây là bầu liễu phục Simani đó. Tránh xa tôi ra. Sam Thái à, dậy đi. Sam Thái, dậy đi. Trời ơi, đau quá. Đau hả, còn biết đau hả? Còn đi học mà còn uống sai như vậy sao? Con thật là quá đáng mà. Con gái con đứa gì vậy? Mẹ, mẹ ồn ào quá. Đầu con múc vỡ tung lên đi. Con à, con có nhớ tối qua con về nhà bằng cách nào không? Phải ha. Tối hôm qua con đi dự buổi party của Tỉnh kia mà. Tại sao con không nhớ con về nhà bằng cách nào vậy? Chính cậu Đạo Bình Tự đã đưa con về nhà đó, biết không? Tại sao nét mặt của mẹ khó hiểu vậy? Mẹ đang nghĩ bậy gì đó? Sam Thái, con đúng là đứa con ngoan của mẹ. Ở đây mẹ có biểu đồ theo dõi nè, con nhìn thử coi. Nè, đó, nè, nhìn đi. Đó là giấy gì vậy?
theo dõi tiến độ con chim sẻ biến thành phụng hoàng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đến nhà mình chơi. Còn đây là lần đầu tiên cậu ấy hôn con. Đây là tối hôm qua đưa Sam Thái sai mềm về nhà. Trời ơi, con của mẹ thiệt là giỏi. Ờ, đây là gì? Đây giúp là con quạ, tức là con gái của mẹ. Nay đã biến thành phụng hoàng rồi, chính là con đó chứ ai nữa. Con giỏi lắm, con đã tiến hành theo bản tiến độ này. Ước mơ của mẹ sắp thành hiện thực rồi. Mẹ nói con với Đạo Minh Tự hả? Ê, trời ơi, con đó hôm qua cũng vậy nữa. Ối đầy mình cái cậu Đạo Minh Tự đó à. Thiệt hư quá đi. À, phải hả? Con nhớ ra rồi. Ê, đây là lễ phục Simani đó. Tránh xa tôi ra đi. Tránh xa tôi ra. Cũng may cậu Đạo Minh Tự không trách con. Nếu không mẹ không tha cho con đâu. Đây là ước mơ của mẹ mà. Thôi được rồi, ước mơ của mẹ đó biết chưa. Nào vậy đi, nhanh lên. Hôm nay nhất định phải đến trường. Nếu gặp cậu Đạo Minh Tự đó, con phải nở nụ cười thật là dễ thương, rồi xin lỗi cậu ấy cho đàng hoàng. Nghe rõ chưa hả? Cứ theo tiến độ này thì chỉ cần đánh thêm 2 lần thì banh sẽ vào rổ thôi. Con nhức đầu quá, mẹ đừng nói nữa mà. À, mẹ không biết, nhức đầu cũng phải đi học. Con nghe cho rõ chưa? Điểm tâm sáng bày sẵn trên bàn rồi đó. Nhớ ăn rồi đi học, sửa soạn cho đẹp, cho thật dễ thương đó nghe chưa. Sáng nay đã lên báo sao? Không biết qua trạch loại có khỏe hay không. Bà sao chị? Tại sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Không có gì. Anh vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Chẳng lẽ tôi không ổn sao? Sự quyết định của Tịnh đã làm cho anh bất ngờ có phải không? Anh cho rằng như vậy có tốt không? Có gì đâu mà tốt hay không tốt. Đây là quyết định do cô ấy đưa ra. Là như vậy đó. Ai có nói gì đi nữa, Tịnh cũng không thay đổi ý định đâu. Hồi còn nhỏ, Tịnh thường xuyên đòi làm chính mình. Cho nên tôi cho rằng lần này Tịnh đưa ra quyết định rất phù hợp với tính cách của cô ấy. Anh không, rất có thể sau này hai người không còn cơ hội gặp lại nhau. Chẳng lẽ anh cũng muốn giữ chị ấy ở lại sao? Hay là chúng ta cầu nguyện trước thiên sứ thêm một lần đi. Tôi đi mua pháp bông, chúng ta giữ chị ấy lại được không? Không cần thiết phải làm như vậy đâu. Tôi đã nói rồi, không ai có thể thay đổi quyết định của Tịnh được đâu. Tôi cũng không muốn ép cô ấy làm bất cứ điều gì cả. Cho nên anh đã để cho chị ấy bỏ đi. Nếu như Tịnh đi, liệu Loại có đi theo không? Hay là khoảng thời gian xa cách ấy sẽ chấm dứt mối tình bấy lâu nay của họ? Còn tôi và Loại thì sao? Tôi đang nghĩ gì vậy? Sao tôi lại có suy nghĩ hèn hạ như vậy chứ? Chị Tịnh à, Sam Thái,
Cảm ơn bạn. Bạn đã dành thời gian để dùng bộ mặt tiêu của tôi. Tôi rất lấy làm tiếc vì tôi đã làm cho mọi người cục hứng. Hy vọng là tôi không làm cho các bạn bức chui. Hôm nay tôi đến trường để xin rút học bạ. Tình à, chị được đi Pháp nữa. Ở Đài Loan cũng có học ngành luật vậy. Sam Thái, bạn sao vậy? Tôi xin chị mà. Tôi biết tôi không có tư cách đứng ra nói chuyện, nhưng vì qua trạch loại, tôi xin chị ở lại đi. Đừng đi khỏi nơi này mà. Quãng thời gian qua, việc gặp loại ở Sơn Thượng là nguồn động lực giúp tôi can đảm ở lại đây. Như tự biết, anh ấy rất yêu chị. Nay chị định bỏ đi như vậy, tôi tin chắc anh ấy sẽ rất đau khổ đó. Tôi không muốn từ nay về sau trên mặt của loại chỉ còn lại một nỗi đau thôi. Cho nên tôi xin chị hãy vì qua trạch loại mà ở lại đi. Thực ra tôi hiểu rõ hơn bạn về tâm trạng này, nhưng đó là chuyện không thể nào. Một khi tôi đã đưa ra quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Tôi biết chuyện đó là không thể nào. Tôi biết tôi làm như vậy là ngu ngốc đến chừng nào. Sam Thái, thế nhưng tôi vẫn phải xin chị ở lại. Tại vì tôi không còn biết làm gì, tôi không còn biết làm gì hơn. Cho dù chỉ có một phần triệu cơ hội, tôi cũng vẫn phải làm thử. Tôi xin chị mà, chị đừng bỏ qua trạch loại nha. Sam Thái, tôi cho rằng khi đưa ra quyết định cũng như đi ra nước ngoài mua sắm. Lúc bạn nhìn thấy một món hàng mà bạn thích mà bạn lại không mua, để rồi khi lên máy bay về Đài Loan, suốt có quãng đời của bạn không giành được nó. Cho nên có rất nhiều người thường hay nói, nếu như lúc xưa tôi không làm như vậy thì tốt biết mấy. Tôi không thích nói ra những lời này. Tôi chúa ghét sự hối hận. Tôi muốn dùng đôi chân của chính mình bước vào cuộc sống của chính mình, không cần biết đó là con đường sình lầy hay bằng phẳng, bởi vì đó là con đường do chính tôi chọn lựa. Tôi muốn mình là đàn đường tình, chứ không phải là tình của xí nghiệp đàn thị, càng không thể là tình của bất cứ ai. Cho nên tôi nhất định phải đi. Đây là sự lựa chọn của tôi, bạn hiểu chứ? Tôi đã quá hồ đồ, tôi xin lỗi chị. Tôi không nghĩ vậy. Ngược lại tôi rất vui vì bạn là một người rất cứng rắn. Hèn gì bạn dám giao chiến với F4. Tôi thích bạn lắm. Tôi nói thật đó. Chào bạn. Là con gái ai chẳng hay mềm lòng. Chị ấy đã có những gì mà một người con gái muốn có, nhưng lại từ bỏ tất cả sống cho ước mơ của mình. Hẹn gì qua trạch loại lại chọn chị ấy. Bạn về làm gì vậy? Ai nhờ bạn làm chuyện đó? Tại sao bạn lại nói với cô ấy những lời đó? Thật ra bạn muốn gì đây? Bạn dám quỳ xuống xin xỏ cô ấy hả? Tôi không tin bạn có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng mà tôi nhìn thấy nét mặt đau khổ của anh. Và lại có lẽ sau này hai người không còn cơ hội gặp nhau nữa. Không bắt bạn. Qua trạch loại. Đi. Đi.